Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo ghi nhận thì sáng ngày hôm nay tại huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu đã xuất hiện mưa đá làm hư hại một số hoa màu của người dân. Dự báo ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang sẽ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm và có nơi trên 50mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, chỉ có mưa vài nơi kèm theo sương mù rải rác, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến trong khoảng từ 21 cho tới 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định cũng sẽ có mưa vài nơi, nhưng chủ yếu là có nắng trong ngày với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 23 cho tới 28 độ. Còn đối với các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho tới Bình Thuận cùng với khu vực Tây Nguyên, trời tạnh ráo, có nắng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước trong ngày mai đó chính là khu vực Nam Bộ. Nắng nóng cũng sẽ diễn ra cả ngày, đặc biệt là các tỉnh của miền Đông Nam Bộ sẽ cảm giác nóng hơn bởi nhiệt độ ở đây vượt ngưỡng trên 34 độ. Quý vị cần lưu ý những biện pháp che chắn phù hợp trước khi ra ngoài để bảo vệ cho da và mắt bởi chỉ số tia UV đạt mức nguy cơ gây hại rất cao vào thời điểm nắng mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20-26 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 19-27 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20-26 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có lúc có mưa và mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20-25 độ, độ ẩm 90-95%. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn nhãn hàng nước uống thiên nhiên Amizu đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.